Vâng, em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Và em xin chào tất cả các quý bác tài, quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác tài về một cái dòng xe tải mà tải có thể chạy vào trong thành phố. Tổng tải của xe là dưới 5 tấn. Và cái dòng xe đó là có tải trọng là 2,4 tấn. Và cái giá tiền của xe thì cực kỳ là mềm luôn. Và được tặng rất là nhiều phần quà đi kèm theo xe. Thì đó là cái dòng xe tải rắc là 240 ở phía sau em đây. Dòng xe có tải trọng là 2,45 tấn. Và cái thùng hàng của xe là 3,7 m. Thì thùng là thùng 10 bạc nha quý bác tài. Và con xe này hiện tại là công ty ô tô Phú Cường đang bán với giá là 385 triệu xe thùng. Nếu mà bác tài mình mua qua ngân hàng thì bên em hỗ trợ 80% giá trị của xe. Bác tài trả trước tầm khoảng là 80 triệu thôi là bác tài có thể lấy xe về nhà chạy hàng được rồi. Thì con xe này là rất là nhiều ưu điểm luôn, về cái phần tiết kiệm nhiên liệu cũng như là phần thùng hàng rộng và giá thành mềm và bảo hành là 3 năm trên 100.000 km. Phải nói là rất là nhanh thu hồi vốn khi mà bác tài lấy con xe tải rắc là 240 này. Thì bây giờ là em và bác tài hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng xe này nó có phù hợp với lại cái nguồn hàng của bác tài hay không nha. Dòng xe tải rắc là 240 chúng ta được thiết kế với cabin đầu tròn. Giảm thiểu đi cái tải trọng của bản thân là xe sẽ đạt được tải trọng là 2,45 tấn, có thể đi vào thành phố chở hàng nhiều hơn. Và phía trước đầu cabin là sẽ có một cái logo rắc mặt chrome màu bạc, và bên dưới là cái phần lưới tản nhiệt của xe chúng ta cũng là thiết kế mặt chrome. Và đặc biệt là cái phần đèn của xe là thiết kế nguyên khói và rất là nhiều cái phần đèn chung vô một cái khói có đèn bi xenon và phần đèn halogen và có cả đèn sương mù tích hợp ở trên đây luôn, rất là đẹp nha bác tài. Bên hông là đèn tín hiệu và phần cản của chúng ta là đây, phần cản chúng ta là làm bằng nhựa cứng. Thiết kế của con xe nhìn rất là đẹp. Chiếu hậu là chúng ta trang bị một cái gương nhỏ ở bên hông và có thêm một cái gương mo. Và về phần lốp xe thì hiện tại xe chúng ta đang đi với kích thước của lốp là 6.5 R16 và lốp chúng ta đi là lốp cao su Mina. Thì phía trước và phía sau chúng ta đi là đồng lốp và phía trước thì hệ thống treo của xe là bằng nhíp và phía sau cũng là nhíp luôn, và phía sau là đi nhíp 2 tầng. Và đây là cái lốp sau của xe, đây lốp sau chúng ta đi lốp đôi nha bác tài, cũng là đồng lốp luôn và chúng ta đi lốp cao su Mina. Thì đặc điểm của xe rắc là lớp chúng ta là gây xuôi nên là sẽ ít tạo ra tiếng ồn và cũng như là đi mượt mà hơn. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu là cái phần thùng hàng của xe. Xe chúng ta được đóng theo tiêu chuẩn của nhà máy và vách của chúng ta là được làm bằng 3 lớp, bên ngoài là inox, ở trong là tôn kẽm, ở giữa sẽ là một cái lớp mút. Và các trụ, trụ chúng ta là trụ sắt ô đúc rất là cứng cáp. Và các phần như là bao bẩn, khung bẩn, sàn, bản lề, khuôn lương và khóa tôm. Và khung thùng của chúng ta được đóng bằng sắt. Kèo của chúng ta là kèo bằng hộp hợp kẽm. Về kích thước thì thùng có chiều dài là 3,7 m, chiều rộng là 1,8 m và chiều cao cũng là 1,8 m luôn. So với các dòng cùng phân khúc thì tải 2,4 tấn thì dòng xe rắc là 240 là có cái kích thước thùng tương đối là rộng và chở được nhiều mặt hàng nhất. Xe rắc là 240 chúng ta trang bị bình dầu với được làm bằng hợp kim với thể tích là 80 lít, và chúng ta có khóa bảo vệ đàng hoàng luôn nha bác tài, chống cháy nổ rất là an toàn. Và đây là khối động cơ của xe tải rắc là 240. Chúng ta trang bị động cơ quanh chai với 4 kỳ 4 xi lanh và có turbo tăng áp. Với cái thể tích làm việc là 2270, gần 2.3 lít và cho cái công suất rất là khỏe. Động cơ của chúng ta là tiết kiệm nhiên liệu hơn tất cả các dòng khác trên cùng phân khúc. Là tầm khoảng là 6 lít đến 7 lít trên 100 cây. Chúng ta tải hàng đủ tải và cũng như là đi trong nội thành. Đây là vô lăng của xe. Xe chúng ta là có vô lăng 3 chấu. Ở giữa là bấm còi. Thì hiện tại là xe em đang để máy nha, nên là chúng ta sẽ có trợ lực lái rất là nhẹ.
đồng hồ của xe là chúng ta có 3 đồng hồ, chỉ km, vòng tua máy và cũng như là nhiên liệu và nhiệt độ động cơ. Thì xe chúng ta là trang bị 3 chỗ ngồi, với ghế chúng ta là được bọc ghế da sẵn, rất là đẹp luôn, ghế simili. Xe trang bị kính chỉnh điện và được tặng thêm một cái cam hành trình và cũng như là cam lùi. Thì đi theo xe là sẽ có radio và cũng như là máy lạnh và các cái hộc đựng đồ. Thì xe chúng ta đi hộp số là 5 tiếng một lùi thẳng tay. Khi mua xe thì bác tài còn được tặng thêm một cái ốp vô lăng và hai thảm lốp sàn. Thì ở phía trên là chúng ta còn có một cái cửa sổ, bác tài có thể lấy gió ở bên ngoài, và hai tấm che nắng này. Chúng ta có một cây đèn đấy. Và đó cũng là phần nội thất của xe. Và đó cũng là những cái chi tiết mà em muốn giới thiệu đến quý bác tài về phần nội thất, ngoại thất cũng như là thùng hàng và động cơ của xe. Qua video này bác tài có thể biết được là con xe tải rắc là 240 chúng ta là có thể trọng là 2,4 tấn, cái thùng hàng là 3,7 m, tương đối là rộng rãi để chúng ta có thể đi vào thành phố và chở nhiều hàng hơn. Và cái khóa động cơ chúng ta là vừa khỏe mà lại vừa tiết kiệm nhiên liệu, để đảm bảo được cho bác tài mình mang lại cái lợi nhuận và nhanh thu hồi vốn. Với cái mức giá đầu tư ban đầu là chỉ tầm khoảng là 80 triệu thôi là bác tài có thể lấy xe về chạy hàng được rồi. Và cái giá xe là 385 triệu, chúng ta vay 80%. Thủ tục rất là đơn giản luôn. Bác tài chỉ cần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân là có thể vay được. Thời gian vay từ 2 đến 7 năm tùy bác tài chọn. Bác tài nào quan tâm đến dòng xe tải rất là 240 thì có thể liên hệ đến số điện thoại bên dưới màn hình. Em Mẫn sẽ tư vấn báo giá cũng như là gửi hình ảnh và các chi tiết về xe cho bác tài tìm hiểu. Và video của em đến đây là kết thúc. Em Mẫn xin kính chào và hẹn gặp lại với bác tài vào những video clip tiếp theo.